Mến chào quý cô chú, hôm nay tiếp tục quay trở lại nhà vườn lấp bò của Lê Phước Quốc. Có một số hoa mẫu đơn tiếp tục giao lưu tới quý cô chú nha. Hôm nay hoa rực rỡ quý cô chú ơi. Rồi chào Quốc. Dạ, em xin chào anh Thái. Dạ, con xin chào quý bà con, cô bác cùng anh chị em trên kênh của anh Pháp Thái và bà con, cô bác cùng anh chị em trên mọi miền Tổ quốc ạ. Dạ, nay vườn của con có lên một số hàng hoa mẫu đơn bông trang để phục vụ cho quý bà con như vàng sọc, hường sọc, mỹ đỏ và một số loại giống khác ạ. Dạ, xin chân thành cảm ơn cô chú cùng anh chị em đã ủng hộ con những clip vừa qua. Dạ, xin trân trọng cảm ơn. Đầu tiên con lên mã số 1 là một cây vàng sọc. Dạ, chiều cao là 94. Cây này cây zin và một cốt phom tàn đẹp nha quý cô chú. Dạ, thoát thân là 30. Đây, cái búp nó lên kéo sọc rồi. Cây này một cốt có thoát thân. Cây lứa. Dạ, cây này hoành năm. Đây, mặt hoa nó như thế này nha quý cô chú. Trong vườn thì hoa nó vậy nè, vàng sọc. Rồi, giá mã số 1 luôn quá. Rồi, giá mã số 1 con giao lưu là 350.000 á, bao của chiếc ạ. Rồi. Một cây vàng sọc ghim, cái phơm tàn rất là đẹp nha quý bà con. Xanh mướt luôn. Thứ hai là cây mỹ đỏ lá mi cam ạ. Mỹ đỏ lá mi cam, cây phơm tàn thốt thân thoáng cao ha. Dạ, chiều cao là 1m5. Thốt thân là 70 ạ. Những cái mẫu cây như thế này thì rất là đẹp nha quý bà con. Phơm tàn nó đều ha. Mỹ đỏ lá mi cam cũng đỏ tươi luôn. Cái này quý bà con mình về khỏe rồi ra nắng trực tiếp là nó đỏ đậm luôn. Cây này già cây rồi. Dạ, cây này hoành 5.5 tính 5 nha cô chú. Một cốt sạch phơm tàn đẹp. Rồi, giá mã số 2. Giá mã số 2 này giao lưu là 200.000 ạ. Rồi, 200.000 một cây mỹ đỏ. Chào giá cho quý bà con mình tham khảo nha. Vừa ý và muốn sưu tầm cây nào thì cứ liên hệ. Số 3 là một cây pháp tím ạ. Sạch búp hết trơn bà con ơi, mỗi đọt mỗi búp rồi. Pháp tím dòng này cũng còn mới nha. Màu hoa thì giống tím sen Minh Châu, nhưng mà cánh hoa thì rất là to. Gấp đôi gấp ba tím sen Minh Châu. Vậy chiều cao là 50. Cây này mini để bàn. Dạ, cây này thoát thân chính nha cô chú. Đây, cái búp mà quý bà con thấy không? Rất là to luôn. Hoành này dao động cỡ 4 đi. Đơm hoa. Rồi, giá luôn. Rồi, giá mã số 3 này giao luôn là 300.000 con bao quý xếp ạ. Rồi. Số 4 là một cây vàng sọc ghép ạ. Cây đang full mặt hoa quý bà con và những cái tược mình chiều cao là 1m ạ. Nó đang đầm cơ nha. Dạ, thốt thân là 50. Đây, xây cái mặt hoa. Mặt hoa rất là đẹp nha quý bà con. Đây. Cánh hoa về mình giao lưu mặt hoa vậy nha. Đây, mấy cái búp mấy cái chồi non lên, cây sống khỏe. Một cốt thốt thân thẳng đứng luôn. Thì cái bo ghép chỗ này nè, cái phôi này hoành tầm khoảng 90 nha, phôi vàng hường đọt xanh. Rồi, cho giá mã số luôn quay. Rồi. Giá mã số 4 này giao lưu là 250.000 ạ. Rồi, 250.000 bao phí ship, cây vàng sọc ghép. Cây sống khỏe nha quý bà con. Số 5 là cây hường sọc ạ. Ồ, cây này phơm tàn đẹp ha. Những mặt hàng chiều cao là 1m25. Những mặt hàng trong vườn đó thì toàn bộ là làm tông về lâu dài nha quý bà con. Tông như thế này thì tàn dù nè, sau này mình cái phơm tàn nó xòe. Kẹo búp hết trơn rồi. Dạ, thốt thân là 48. Một cốt rễ gà trắng hết trơn ha. Dạ, cái này hoành 7 nha cô chú. Hoành thân 7. Rồi, giá mã số luôn quay. Rồi, giá mã số 5 này giao luôn là 250.000 ạ. Kẹo búp hết trơn, 250.000. Bao phí ship, một cây hường sọc. Sọc 4 mặt hoa. Đây, cái mặt hoa cây bên này nó đang nở nè quý bà con. Mấy cây đó thì nó búp. Mặt hoa này đang là hồng sọc nha. Số 6 là một cây mỹ vàng chanh ạ. Mỹ vàng chanh. Này về bà con mình trồng đứng lại ha, mình cặp cây cặp dây vô. Sửa chỉnh sửa phong tàn đó, mặt tiền đây nè. Mỹ vàng chanh hoa rất là sáng nè. Vậy chiều cao là 1m. Kẹo búp hết trơn bà con ơi. Nè. Khó khăn là 40. Đặc biệt cây này có củ lạ lạ nha cô chú. Phong tàn nó xòe ha. Cây củ nở giống như bình chân voi ha. Dạ, quanh năm. Rồi sát cái củ quá xá nọ. Củ này tầm 10 mấy ạ. Dạ, củ này hoành gần 15. 15 bằng tính 14 nha cô chú. Rồi, giá luôn. Rồi, cây mỹ vàng chanh này 200.000 ạ. 200.000 một cây mỹ vàng chanh mã số 6. Số 7 là cây vàng sọc ghép ạ. Vàng cánh kép. Ủa, vàng cánh kép. Vàng kim cúc nha quý bà con. Cây này lùng lực, phơm tàn đẹp, cây rin nha.
Dạ chiều cao là 58. Đặc biệt cái hoa nó nở giống như hoa sen. Tóc thân là 13. Giống như cánh sen. Tán ngang là 45, tán ngang là 50. Tàn đều ha. Dạ. Này có thoát thân luôn. Cây này về để bàn là ok. Dạ, hoành 6. Cây này để bàn hoặc để ban công quý bà con. Hoa nó nở cực kỳ đẹp. Rồi giá mã số luôn. 7 này vô luôn là 300 ngàn ạ. Bao phí ship một cây vàng Trung Quốc. Tiếp theo. Số 8 là cây hường sọc ạ. Hường sọc, sọc 4 mặt hoa. Dạ chiều cao là 1m20. Cây này phơm tàn cũng xòe luôn. Gươm đặc. Đó, cây có mặt hoa quý bà con. Dạ thoát thân là 52. Cây này hoành cũng cỡ 6-7 ạ. Dạ hoành 6 gửi cũng tính 6. Rồi giá mã số luôn. Rồi giá mã số 8 này giao lưu là 300 ngàn ạ. Bao phí ship. Bao phí ship luôn ạ. Mặt hoa đang là hường sọc nha quý bà con. Khi mà hoa nó già lên nó ra màu khác, hồng sọc hoặc đỏ sọc. Số 9 là một cây Mỹ trắng đột biến từ Mỹ Hồng ạ. Cây lứa lứa mà ôm mấy cái hoa sệ tợt luôn rồi. Đang có mặt hoa. Dạ chiều cao là 80. Đây như cái nhánh này quý bà con. Thoát thân là 25 ạ. Nhánh này là cái hoa mà con tính cái búp thôi mà nó bằng bàn tay mình, nó nở ra một cái nữa là phải chằng dây lên chứ không chằng là nó sệ luôn á. Trắng tinh khiết luôn nha. Bị trắng, cánh hoa rất to. Cây này có đế luôn nha. Hoành này cũng cỡ 5 nha quý bà con. Một cốt. Rồi giá luôn quay. Rồi giá mã số 9 này giao luôn là 300 ngàn con bao xíu ạ. 300 ngàn một cây Mỹ trắng. Mà hoa rất là tươi ha. Trắng tinh khôi. Số 10 là một cây hường sọc ạ. Cây này cái thân hơi lắc nhẹ. Dạ chiều cao là 1m3. Và đang có hoa. Mặt hoa đang là hồng sọc nha. Mặt hoa này nét. Đây mặt hoa này. Mặt hoa rất là đẹp nha quý bà con. Phơm tàn thì gom đặc. Chia tứ diện ha, có cái đọt chủ luôn. Thân thì lắc lượng. Hoành này dao động cỡ 6 gửi 7 nha quý bà con. Rồi giá luôn ơi. Chân rồi, dài. Giá mã số 10 này là 350 ngàn con bao xíu ạ. Rồi cây này cái tông rất là đẹp nha. Phơm tàn như cái dù. Mười một là một cây vàng son Cần Thơ. Cây này đang cho hoa. Cây này tông rất là đẹp nha quý bà con. Cây này về để ban công là cực kỳ. Dạ chiều cao là 89. Thoát thân thoáng luôn. Thoát thân là 52. Đây hoa vàng son Cần Thơ nhìn ngay ngất nha quý bà con. Chân đỏ son hoa màu vàng rất là nổi luôn. Đặc điểm là chỉ có vàng son Cần Thơ là có cái chân đỏ nhưng mà hoa vàng thôi. Đây cái búp nè, nhìn cái búp đã phê rồi nè quý bà con. Hoành này dao động cỡ 4 gửi 5 đi. Dạ 4 gửi. Rồi giá luôn rồi. Rồi giờ 11 này vô luôn là 300 ngàn ạ. À. Bao ship ạ. À. Rồi một cây vàng son Cần Thơ đang có hoa cực kỳ đẹp cho quý bà con mình luôn. Mà 12 là một 12. Cây mì đỏ lá mì cam ạ. À. Cũng đang full mặt hoa. Cây này nhỏ xinh xinh nha cô chú. Tàn gươm. Dạ chiều cao 90. Thoát thân là 54. Hoa mỹ đỏ nó đỡ rồi bà con, đỏ thấm luôn. Phơm tàn gươm. Đo sát cái mặt đất đi, đo sát mặt đất thì đại diện mà sát mặt đất đi. Sát mặt bầu. Dạ 8. Một cốt thẳng luôn, rồi giá luôn. Rồi 12 này vô luôn là 200 ngàn ạ. À. 13 là một cây vàng sọc. Cây rin. Đang cho búp. Kẹo búp cho mấy con, mấy cái búp quá xá nó kéo sọc rồi. Vậy chiều cao là 80. Thoát thân là 45 ạ. À. Cây này về quý bà con mình vô dây ha, nó có đọt chủ lên luôn và đặc biệt mấy cái búp đây nè. Này vô dây đứng là đây cái búp nó đỏ nè ha, kéo sọc. Xây cái hoa nó có một hai hoa nở đại diện nè. Khi mà hoa già nó đậm lên nha quý bà con, mới thì sọc hồng. Thân này nó hơi lắc nhẹ, về quý bà con mình một là chơi dáng trực, hai nữa là mình chơi cái dáng lắc lượng như nè, dáng lông. Cây này có đế luôn ha. Dạ. Nè đế nè. Hoành này cỡ 4 gửi 5 nha quý bà con. Rồi giá luôn quay. Rồi máy 13 này anh giao luôn là 300 ngàn ạ. 300 ngàn bao phí ship một cây vàng sọc. Đặc biệt thì cái nó rất là mượt, lá xanh mướt. 14 là một cây vàng sọc ghép nha cô chú.
dòng này cánh hoa rất là to nha quý bà con. Dạ chiều cao là 53. Rồi mình đo chiều cao nắm mắt ghép luôn. Dạ chiều cao mắt ghép là 40. Đang mới nở nha quý bà con. Cái này ra 6 cánh luôn nè. Đây con cánh này rất là to nha. Mấy cái búp nè quý bà con thấy ha, dòng này nó đổi màu. Và ghép cái đợt đầu nha, cái bo này nó liền hết trơn rồi. Vậy bà con vô dây làm cái tàn tròn, cái phôi này hoành cỡ 10 nha. Rồi giá mã số luôn. Mã số 14 này giao luôn là 300 ngàn ạ, con bao xếp ạ. 15 là một cây Mỹ vàng ngợi ạ. Cây này một cốt khó khăn cao. Phôm tàn gom. Vậy chiều cao 1m3. Đang cho búp. Khó khăn 70. Đây, tợt nào cũng búp hết trơn quý bà con. Rất là mượt ha. Hoành này cũ nở nha, mình đo cũ quá. Cây này cũ chạc. Một cốt giót. Hoành này cỡ 8-9 nè. Dạ 9. 9 gửi luôn, tính 9. Rồi, giá luôn. Dạ giá mã số 15 này cây Mỹ Vàng Ngợi là 250 ngàn ạ. Rồi, cây rất là thoáng ha. Mọi chi tiết thì bà con có thể hỗ trợ thêm qua Zalo của Quốc nha quý bà con trên màn hình ha. 16 là một cây hường sọc ạ. À. Không còn sót cái đọt nào hết trơn. Cây này nó về nó nở một cái thì bắt mắt luôn. Đây, bà con thấy nè. Form rất là đều ha. Dạ chiều cao là 1m5. Thì cái, 1m nha cô chú. Cái mặt hoa bà con thấy nó nở thì giống vậy nè. Ra nè mặt hoa này là hồng sọc nha. Dòng sọc 4 mặt hoa bà con biết rồi. Mặt hoa rất là đẹp. Dạ thốt thân là 40. Thân lắc nhẹ. Dạ này hoành 6 gữ, con tính 6. Đặc biệt cái phơm. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 16 này giao luôn là 300 ngàn ạ. Rồi cây này về bà con để tự nhiên chơi cái phơm tàn tự nhiên rất đẹp. 17 là một cây Mỹ Vàng Chanh. Cây này kẹo búp hết trơn. Vậy chiều cao là 93. Đặc biệt khó khăn là 47. Mẫu đơn thì bông chuyền quanh năm mà con ơi, chơi hoa quanh năm, được nó sung nó ra con đây luôn nè. Dạ quanh này nhiều xíu nữa năm rồi. Này đo sát dưới này cỡ 6 nha, mình đo đại diện trên này thôi, đo có trừ hao cho bà con mình. Rồi giờ 17 này giao luôn là 200 ngàn ạ. Về bà con đo lại có thể là có dư, tại mình đo đại diện như thôi. Tiếp theo 18 cũng là cây hường sọc ạ. Ồ, cây này mở nở một cái hoa đại diện cho quý bà con mình lựa chọn yên tâm nha. Chứ, chiều cao 1m25. Chứ búp thì khỏi chê rồi, không còn sót chỗ nào chứ. Nè, lên tới vàng ngọn luôn, và đặc biệt cái mặt hoa đang là hồng sọc. Dạ, chiều cao ổ thốt thăng là 43. Mặt hoa rất là đẹp nha. Cánh bầu ha. Nè. Phôm tàn gom. Dạ, quanh 7. Đúng 7 luôn. Rồi, giá luôn. Rồi. 18 này dâu luôn là 350 ngàn ạ. Một cây hường sọc. Bao cái ship ạ. 19 là một cây pháp tím ạ. Dòng này lá rất là đẹp nha quý bà con. Lá nó bầu tròn ha. Cánh hoa thì to. Cây này mini để bàn là cực kỳ đẹp luôn. Sai hoa. Vậy chiều cao là 47. Lâu tàn. Mỗi đợt hoa tầm khoảng 20 ngày mới tàn bà con. Tóc thân là 9 ạ. Đây cái búp nè. Sạch búp hết trơn nè. Thân 9 cm. Quanh này dao động cỡ 4 đi. Cây lùng lực. Rồi giá luôn. Rồi 19 đang giao luôn là 300 ngàn. Một cây pháp tím. Hai mươi là một cây Mỹ Hương. Lá mi cam. Cây này rất là mượt nha quý con. Rất là tốt luôn. Mặt hoa thì cao là 1m20. Mặt hoa rất là nhu. Cây này phơm tàn đẹp nha cô chú. Mặt hoa cực kỳ đẹp. Dạ khó khăn là 52. Dạ cây này hoành 6. Rồi giá luôn. Rồi 20 này giao lưu với anh chị em cô chú là 250 ngàn con bao ship ạ. Rồi. Rồi đổi cây luôn anh ơi. Mỹ Hương. 21 là cây vàng son sữa ạ. Cây một cốt với phơm tàn ở trên gom. Thẳng đứng luôn. Cuốn tím nha quý bà con. Cuốn lá và cuốn hoa đều màu tím. Chiều cao là 97. Tóc thân chân dài sạch luôn. Tóc thân là 68. Cây này rất là đặc biệt, có cái là phơm tàn mà con ở chỗ này nó đẻ ra một nồi ha. Phơm tàn nó gom lại vậy nè. Hoành này dao động cũng cỡ 4 đi. Sạch
Rồi giá 51 này vô luôn là 300 ngàn ạ. Rồi, 3 quý ship luôn ạ. Một cây vàng son sữa. Dòng này cũng còn rất là ít nha quý bà con. 22 là cây vàng son Cần Thơ ạ. Ôi cây này quá xá hoa lên luôn rồi. Cây này về bà con chiết mấy cái thực gốc ha. Mình để cái phơm tàn ở trên. Dạ, chiều cao là 85. Này búp nè. Tóc thân là 36 ạ. Nhìn cái búp nhìn rất là đẹp nha, đây. Búp nào cái cuốn cũng đỏ son. Thoát thân lên tới đây, ở đây có ba từ con về bà con chiết ra là phơm tàn đẹp nè. Hoành này dao động cũng cỡ 4 nha quý bà con. Rồi giá luôn quý. Rồi, máy số 22 này vô luôn là 300 ngàn ạ. Rồi, 300 ngàn. Rồi, rồi, xong rồi thôi. Hai mươi ba là một cây hường sọc ạ. À. Hường sọc, sọc bốn mặt hoa. Dạ, chiều cao là 1m35. Cái form xè ha. Dạ, thân thân là 56. Cái tay này bà con không thích thì mình vô dây mình, ô mình vô bầu mình chiết chỗ này nha. Cái form tàn trên này nó tứ diện nè. Dạ. Trái phải xen kẽ và nó có một cái tược chủ nha. Búp thì khỏi nói rồi. Lô này nó đang lên kẹo búp hết trơn. Quanh cây này lớn ạ, có 8. Dạ, còn 6. Còn 6. Rồi, giá luôn. Rồi, giá 23 này vô cây hường sọc là 300 ngàn ạ. Bao nhiêu xíu ạ? Rồi. Hai bốn là một cây mỹ dần chanh. Phơm tàn gom luôn. Dạ, chiều cao là 1.1. Đây, phơm tàn. Tàn gom đặc nha cô chú. Việt hoa mỹ vàng chanh, màu rất là tươi, cánh to ha. Dạ, thóc thân là 58. Và 5, 5 rưỡi tới 5. Cây này cái lô form này rất là đều ha. Rồi giá luôn. Rồi giá mã số 24 này giao lưu là 250 ngàn. Có bao cái ship luôn. 25 là một cây hường sọc luôn. Cây này đẹp nha cô chú. Này quá đẹp. Form tàn như cái dù ha. Cái này vô dây bệnh xương xương cái nữa là cực kỳ. Dạ chiều cao là 1m35. Một cốt thẳng đứng luôn. Học thân là 53. Đây có mặt hoa đại diện cho quý bà con mình lựa chọn mặt hoa ngí nha. Mặt hoa này đang là đỏ sọc nha. Cánh hoa đỏ. Một cốt thẳng đứng sạch luôn. Dạ 9 rưỡi tính chính ạ. Rồi, cây này lớn cây, già cây. Rồi giá luôn. Rồi, mã số 25 này giao luôn là 400 ngàn, có bao ship. Rồi, lô cây lứa cái tông như vậy là rất là đạt nha quý bà con. Tiếp theo mã số 26 là một cây mỹ dần chanh. Dạ chiều cao là 1m2. Thóc thân là 82. Cây này về quý bà con mình nhà phố có ban công trên lầu ha, mình để cái bắt đầu cho cái tàn nó rơi ra vậy nè, mình bẻ mình để ra mình quặt xuống vậy là nó xỏ ra ngoài đường ngoài mặt tiền á, nhìn rất là đẹp. Mỹ vàng chanh trên lưng này nó sẽ nhảy lên những cái tược ha, mình làm dáng bay. Hoành này dao động cũng cỡ 6. Rồi giá mã số luôn. Rồi 26 này giao lưu là 250 ngàn ạ, cũng bao xíu ạ. Rồi cây này về quý bà con để cho nó chùi ra ngoài ha. 27 là một cây hương sọc nhỏ nhỏ xinh xinh đang có hoa kẹo hết trơn, quá xá hoa. Vậy chiều cao là 92. Phơm tàn đều đặc luôn. Thóc thân là 37 ạ. Đây, hoa này nó ra 6 cánh luôn với quý bà con. Hoa đôi ha. Đang phun một hoa này. Hoa bắt đầu nó nở ra gai. Cánh sọc rất là đẹp nha. Đây, cánh bầu. Dạ, quanh này 6 rưỡi đến 6. Rồi, giá mã số luôn. Rồi, 27 này giao luôn là 300 ngàn ạ. Mã số 28 là một cây vàng sọc ạ. Vàng sọc. Cây này cũng là cây gin luôn nha quý bà con. Lá thì xanh mướt luôn. Có một cái búp à. Vậy chiều cao là 82. Lá xanh. Lá xanh là 20. Đây cái búp này nó kéo sọc rất là đậm. Một cốt hoành này chắc cũng cỡ 5 quá. Dạ hoành 5. Này về bà con có thể dọn nha, dọn cái những cái tược này nè, là còn ở trên này một cốt rất là đẹp luôn. Rồi giá mã số luôn. Rồi giá mã số 28 này là 350 ngàn ạ. Một cây vàng sọc, cây lứa.
29 là một cây Mỹ trắng ạ. Mỹ trắng đột biến từ Mỹ hồng. Nhánh nó ra mà sệ phải chằng dây lại bà con, không thôi nó tét. Đây nó nặng. Cao là 83, cái này cô chú chị báo bầu được là được hai cây thêm hai cây nữa. Còn một cái cây green này mình để ha. Đây. Mặt hoa nè. Cô chú báo bầu á, cô chú mua cái đồ trên mạng á, nó có cái vòng tròn nó để mình, vô úp lại cái xong à. Mình siết ha. Dạ. Đây. Lên búp nè. Hoành này dao động cũng cỡ 5 nha quý bà con. Dạ, thoát tăng 13 là tới hai tay đầu ha. Còn lên đây là cao nè. Quý bà con mình chiếc hai nhánh lên đây thoát thân cũng cỡ 40-50 á. Rồi giá luôn. Rồi 29 đang giao luôn là 300.000 á. Tiếp theo mã số 30 là một cây vàng sọc ạ. À. Vàng sọc. Một cây lứa, cây rin tiếp theo. Mã số 30. Này phơm tàn tròn ẩm luôn nha cô chú. Chiều cao là 97. Tóc thân là 48. Này về bà con mình trồng mình cặp đứng cái đọt lên ha. Nè. Một cốt như vậy là nó rất là đẹp, vàng sọc. Dòng này cánh bầu nha quý con. Nè, cái búp nè. Lứa này trồng cây đợt đầu nó hoành nó to, hoành này cũng cỡ 5 gữ. Rồi giá luôn cô ơi. Rồi giá mã số 30 này là 350.000 à. Đây cũng là cây cuối clip của con ạ. À. Dạ xin chân thành cảm ơn cô chú cùng anh chị em gần xa đã xem và xem kênh và ủng hộ ạ. À. Dạ xin trân trọng cảm ơn. Rồi, đây là một số mặt cây cũng còn nha quý bà con. Hẹn quý bà con vào cái clip tiếp theo nha. Pháp Thái TV cùng với nhà vườn Lê Phước Quốc cũng cảm ơn quý bà con đã ủng hộ nhà vườn trong suốt thời gian qua và hẹn gặp lại bà con vào clip tiếp theo.